Hỏi thăm chút xíu nha. Đi khám bác sĩ mà làm gì chuẩn bị đồ quần áo khăn khố gì giống như đi cu vậy? Hả? Sao? Đi cu là đi gì bà chị? Đi cu là giống như mình làm việc nhiều quá, mình bị stress á, xong rồi một năm mình cần đi cu 2-3 lần cho nó xả hết ra vậy đó. Trời ơi trời ơi chị. Chị nói tiếng Mỹ tôi nổi da gà chị ơi. Chị nói gì mà đi cu rồi stress rồi xả ra hết gì vậy? Đi cu là coi như là mình đi du lịch ở trên biển đó. À trời đất ơi, thôi chết rồi chị ơi. Sao? Chị nói tiếng Mỹ mà chị nuốt chữ thì phát ớt luôn nha. Sao? Đi du lịch trên biển người ta gọi là đi cruise. Chị nuốt thành ra chữ cu à? Không phải, tôi con nuốt đâu, bị già rồi tao lưỡi liếc nó cứng hết trơn à. Đi gì? Đi cruise. Cruise đó. Thôi nha. Mọi tao nói tao qua đây, tôi nói cái gì tôi cũng hạp hết. Bực mình có một cái ngôn ngữ nó bất đồng mà. Đó. Bởi vậy qua đây phải ráng đi học luyện sinh ngữ để nói chuyện tiếng Tây tiếng U với người ta. Tôi học dữ lắm á, chứ học dữ lắm mà học có không đây. Học mà sao nói học. Mỹ nó không hiểu. Trời ơi, làm như Mỹ đây nó dốt tiếng Anh hay sao á? Trời ơi, nó không hiểu. Chị nói sao nó không hiểu? Tôi tức quá. Đây nè, tôi nói cho ông anh nghe nha. Tiếng Mỹ đó mua là buy. Buy là mua. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đó, vậy mà hôm qua tao nói tôi ra tôi phụ con nhỏ cháu á. Ở ngoài chợ trời siêu quá mít mà outdoor đó. Siêu quá mít rồi. Đó, tôi phụ con nhỏ cháu. Nó bán áo thun. Cái tôi thấy Mỹ tới, cái tôi mới ngoắt tôi mời nó mua, tôi chỉ áo thun tôi kêu. Bye bye. Ý tôi nói tôi mời mua áo thun nghe. Nó hiểu không? Tôi dòm nó, tôi nói nó trợn mắt, nó trân mặt nó lên nó làm như không hiểu tôi, nó nhìn tôi như con quái vật vậy đó. Cái tôi cứ bye bye. Hoài rồi nó cuối cùng nó cũng hiểu. Hiểu không? Rồi hiểu. Nó mua mấy cái. Nó đâu mua cái nào đâu. Ủa sao vậy? Tôi bye bye hồi cái nó nhìn tôi, cái nó gật đầu, cái nó chào, cái nó bỏ đi, cái nó trước khi đi cái nó vẫy tay nữa. Bye bye. Làm sao tôi không hiểu nó, trời ơi. À thôi chết rồi. Chị nói tiếng Mỹ kiểu đó chị bị tổ trác rồi. Tổ trác sao? Bye bye là mua đồng ý. Đúng rồi, bye là mua. Nhưng đó. Mà chị nói sao? Chị nói bye bye nó tưởng đâu là chào tạm biệt, tưởng đâu chị chào nó rồi nó chào lại là bye bye, nó đi là phải rồi. Trời ơi vậy hả? Đó bởi vì tôi nói tôi không hiểu sao chứ. Thôi nha, thôi nè, qua đây rồi ráng đi. Ráng rồi luyện tập tiếng Mỹ, tiếng U nói với người ta. Tôi cố gắng, tôi try dữ lắm á. Đó. Hả? Thấy chưa? Nội như đây là thấy sai rồi đó. Sao vậy? Try là cố gắng. Đúng. Mà cố gắng là try. À. Nói chữ nào chữ thôi, đã try rồi còn cố gắng try dư chữ. Thì anyway dù sao đi nữa thì ta nên. Đó, thấy chưa? Lại dư chữ nữa rồi. Anyway là dù sao đi nữa. Mà dù sao đi nữa là anyway. Thì đó. Xài chữ nào cũng chữ thôi. Chị gom lại chứ cho ông đóng dư thừa vậy. Ông anh khó chịu bắt bẻ hoài. Làm như ông anh rành tiếng Mỹ dữ lắm phải không? Nói chị tin không tin tùy chị. Hồi đó ở Việt Nam tôi dạy anh văn. Trời ơi, cái này là professor đó phải không? Professor. Đó, vậy mà qua ở cái vùng Lý Đô Sài Gòn này riết rồi tôi quên tiếng Mỹ luôn. Sao kỳ vậy trời? Trời ơi, có gì đâu dễ hiểu quá mà chị. Chị đi đưa nguyên đường bô sa coi. Chị tìm một người Mỹ khó hơn người Việt á. Khó. Ở trong khi đó vô nhà băng á cũng có người Việt làm. Có. Vô bệnh viện á cũng có người Việt làm. Có. Vô trường học cũng có người Việt làm. Có. Thậm chí vô casino toàn Việt Nam luôn. Đó nhiều à. Đó mở vậy đâu cần nói tiếng Mỹ đâu. Bây giờ tôi quên luôn. Đó mở ngàn qua. Tôi vô shopping đó. Tôi vô shopping center đó. Đang đi shopping vậy tự nhiên nghe tiếng bà, cái bà Việt Nam. Bà la thét lên vậy nè. Michael, mày nha mày. Mày mà phá hoài hả? Tao giết mày chết. Trời ơi tao chết. Mỹ mà nó hiểu cái câu đó là nó kêu police bắt liền nha. Tao giết mày chết là I kill you. Nó tưởng thiệt, nó kêu police tới bắt chết luôn á. Thôi ông anh xét nét quá à. Cha mẹ hay Việt Nam mình hay chửi con cái kiểu đó là giết mày vậy thôi chứ trời thương lắm. Cha mẹ con cái mình thương yêu nhau lắm. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Hello. Ủa con hả con? Ba đang ở văn phòng bác sĩ Michael Đào con. Hả? Sao? Thôi chị nghe luôn đi. Sao con? Sao? Không, ba khám bệnh nó chừng tiếng nữa xong mà con ơi. Bây giờ mới có 11 giờ à. Hả? Sao? Ủa? Vậy hả con? Hả? Sao? Sao con? Chín giờ.
Ông Anh, quên quên đồ. Ok ok ok. Ông Anh, để bye, đây bye, nha. Bye 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 bye. Trời ơi ông Anh, xin lỗi. Trời ơi, dạ xin lỗi ông Anh. Trời đất ơi, ta nói nè, tinh thần xáo động xong mà quên luôn cả đồ đạc, để tôi phải kéo ra đây vậy coi kiểm coi có mất mát vậy không nha. Cảm ơn. Ông Anh, sao tự dưng mặt cái bộ buồn dữ vậy, mặt cái bộ quạo đeo vậy, có chuyện gì không hả? Tôi thấy làm như thần sắc không có được sáng sủa lắm á, làm như trong người tinh thần nó không có được bình tĩnh phải không? Có chuyện gì không? Nói tôi nghe thử coi. Chị ơi. Hả? Sao tôi thấy cái cuộc sống bây giờ, nhất là con người ta sống trong cái xã hội hiện nay ở trên đất biển này đó chị, cứ chạy theo cuộc sống riết rồi riết cái tình cảm con người ta làm sao nó càng ngày nó càng phai nhạt sao. Riết rồi con cái nó cũng không quan tâm tới cha mẹ mình như thế nào rồi. Mệt quá chị ơi. Tôi biết rồi. Tôi nghe tuần này thấy nó quen quen. Không phải một mình ông Anh tâm sự với tôi gì đâu, mà rất là nhiều bạn bè tôi tâm sự vậy. Mà tôi nói ông Anh nghe nè, mình suy đi phải lại, đừng có so sánh hiện tại với 50 năm về trước, nó thay đổi dữ lắm rồi, mà mình cũng phải thay đổi theo, sống y như 50 năm về trước là tự làm khổ lại bản thân mình biết không, mình phải update lên biết chưa. Trời ơi, đừng có mà rầu rầu rỉ rỉ hoài, nó mệt lắm. Bởi vì tôi vô là tôi thắc mắc liền lang thang ngoài Bạc Kinh rồi kéo vali vô đi khám bệnh, mà kéo vali làm sao, quân đờ cái chuyện đó nha. Sao vậy, chuyện gì vậy, sao kéo vali đi vậy? Chị nói tới cái vali này đó, cái vali này là người bạn đồng hành của tôi đó chị. Trời ơi, nghe ớn không, tóc bạc trắng rồi mà vali là bạn đồng hành. Cha, ông Anh giang hồ lãng tử dữ. Ơi, lang hồ giảng tử cái nỗi gì chị ơi, tôi nói thiệt cái chị nha, mỗi lần tôi nhìn thấy cái vali này á chị, tôi phát khóc được á chị. Đó, cái chuyện là vấn đề này. Tại sao nhìn vali mà khóc vậy, kể tôi nghe đi. Tôi nói tôi chị nghe. Anh cứ kể tôi nghe. Thôi, chuyện nhà của tôi nói ra chị nghe chị nhức đầu. Thôi. Hey, ông anh, trời ơi, tôi nói ông Anh nghe, thà là ông Anh nuốt vô bụng không kể ra, hoặc là thà là ông Anh phun ra hết, hoặc tẹt. Còn út út mở mở này, trời, tôi nghe tôi tức ông Anh này, tôi tức lắm. Mình già rồi, bạc trắng đầu rồi, có chuyện gì xả ra hết đi cho nó nhẹ đầu. Ông Anh cứ giữ út út một cái cục tức trong này lâu ngày nó thành cái cục ung thư, tôi nói thiệt. Dạ mời bác Monica Nguyễn à. Hả? Monica Nguyễn hả? Bác sĩ kêu vô hả? Dạ. Nói bác sĩ tôi bận rồi nha. Khám người khác lát tôi vô nha. Nói bác sĩ Monica Nguyễn bận rồi nha. Nghe cô. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi, sao chị không vô lấy kết quả đi? Tính sao bây giờ chị không Anh à? Kể tôi nghe đi. Kể nghe. Chị thật sự muốn nghe hả? Muốn chứ, muốn lắm. Thôi được rồi. Tôi thấy chị nói chị cũng là người hiểu chuyện. Tôi phải nói ra ngày hôm nay mới được chị ơi. Đây. Tôi nói thiệt chị, tôi mà không nói ra tôi tức chết á. Tức chết. Tôi nói ông Anh nghe nè. Bây giờ ông Anh cứ coi như tôi là cái thùng rác. Ông Anh cứ xả cho tôi đi. Xả bao nhiêu thì xả nghe, miễn ông Anh nhẹ người được rồi. Nhưng mà qua nghe, tôi thùng rác xanh chứ phải thùng rác đen nha. Xanh cho nó thôn. Ai nghĩ thùng rác coi như là mình tâm sự nhau để hiểu nhau. Rồi ông Anh nói đi. Ủa chị nghe, vợ chồng tôi á có 6 đứa con. Vậy thua tôi 2 đứa, tôi tới 8 đứa rồi. Coi vậy dữ ha. Đó, có 6 đứa con. Bây giờ tụi nó lớn hết rồi, dựng vợ gả chồng cho tụi nó hết rồi. Rồi đứa nào đứa nấy cũng có nhà cửa riêng ở hết trơn hết trọi rồi. Vậy mừng cho ông Anh. Đó, thấy vậy tôi với bà đó mới mua cái mobile home ở. Hai chồng sống trong cái mobile home gì mà nó vui vẻ chị ơi. Cuối tuần cái bà nấu nướng, bà kêu gọi từ đứa về ăn uống nó vui vẻ lắm. Quá, cái đó quá tốt. Đúng cái có tới ngày tự nhiên bà lên máu bà qua đời. Trời, tội nghiệp bà chị quá ha. Mà ông Anh có làm gì bà chị tức mà tới lên máu mà chết không? Trời đất ơi, tôi già cả rồi làm gì bà tức tới lên máu. Ai biết, who knows. Chú nô gì chị biết rồi, già cả thì làm sao đi lúc nào, ở lúc nào sao biết được. Đó. Đó, bởi vậy tôi nói chắc là bà chị nhà làm miếng quốc ao phải không? Tôi nè, từng tuổi này mà ta nói tôi quốc ao dễ sợ lắm, tôi quốc ao là tôi đái ẹt nè biết không? Cho nên tôi khỏe lắm, tôi khỏe như trâu vậy đó. Bác sĩ mà muốn mò bệnh để khám cho tôi phải bó tay đó, bó tay vậy nè, chứ không có cái bệnh nào hết trơn á. Kết quả lúc nào cũng clear nó mồ hết hả? Trời, phải bà chị đỡ quá đó. Rồi bà qua đời. Tôi sống lủi thủi một mình trong cái mobile home đó. Trời tội quá. Khổ nổi cái
Tôi thì đang bị tiểu đường. Trời ơi, bệnh hoạn, hai chồng này hợp ghê, bệnh hoạn quá. Bị tiểu đường thì biết rồi. Không, tôi lên biết, xuống tôi làm sao biết trước được đâu. Cái gì lên xuống? Đường lên xuống. À, đường lên đó. Xuống, nói cho rõ. Xong xuôi có bữa chị biết không, đường nó xuống cái người tôi rã người, không biết kêu ai bây giờ. Thì gọi tụi nó tới, tụi nó giúp. Thì tôi cũng muốn kêu nhưng mà chị nghĩ coi, tụi nhỏ bên đây nó ban ngày đi làm. À? Nó tối rồi, nó ngủ rồi, chẳng lẽ mình gọi tụi nó thấy nó phiền quá đi. Ông anh này bậy quá. Mình ta đã nuôi con cái cả đời, hy sinh cả đời, lâu lâu mình yếu thì mình gọi nó tới nó giúp chứ làm gì đâu mà phiền. Không, nói nào ngay thì tụi nhỏ nó cũng thương ba lắm. Tụi nó thấy tôi như vậy tụi nó không đành. Vậy đó. Đó, cái tụi nó mới họp lại. Ừ. Tụi nó định là kêu tôi bán cái mobile home đi. À. Nói về nhà tụi nó ở. Đó, tôi nghe đặng lỗ tai cái đó, đó được đó. À. Đặng gì chị nghe nói thì dễ lắm, nhưng mà đụng chạm với thực tế chị nghĩ coi. Sao? Không, vợ chồng mỗi đứa có gia đình riêng hết rồi. À. Rồi mình về mình ở rồi. Thì... Có gì đâu, ba ruột mà. Đúng, cha ruột đó, cha ruột chứ chị. Mặc dù là cha ruột nhưng mà nhiều khi rồi xào xáo rồi tụi nó thì tôi thấy được cái điều là tụi nó đẩy qua đẩy lại cho nó coi thiệt tình tụi nó thiệt cái tâm vậy. Không được, vậy không được. Con cái nhà ai cha mẹ đẻ ra phải biết dạy nó hả? Không có biết dạy gì hết trơn à. Chị tu đẻ nó ra chứ ai đẻ mà chị xài xẻ hoài vậy. Xin lỗi chị, tôi hơi nóng. Nói với con rồi đó đó, rồi thằng hai nó thấy tôi vậy đó. Đó, nó mới kêu tôi về ở với nó. Được thằng con lớn, được mà khổ nổi con cái. Vợ của nó làm lương cao hơn. Cho nên nó cũng phải nể mặt con vợ nó. Tôi thấy vậy cũng không được. Tôi muốn qua nhà con ba. Được, mình ở nhà con gái mình được. Mà khổ nổi cái nhà con ba, cái thằng con rể tôi, cái thằng này nó kỹ quá đi. Tôi hỏi chị nhà gì mà nó đi vừa đi làm bước vô nhà là nó hút bụi. Rồi xong rồi cái nó hút bụi xong xuôi nó lau bàn, lau ghế rồi mình ngồi chỗ nào mình mới vừa đi ra là nó sắp giấy tờ rồi nó lau. Làm sao tôi ở đâu vậy? Sống vậy nhột. Tôi cũng ngại. Ngại. Không được. Tôi mới về nhà thằng Tư. Vợ chồng thằng này được. Nó chịu chơi lắm chị ơi. Vậy được. Ở với tụi nó đi. Không phải ở cái gì. Hai vợ chồng này nó còn nghèo quá đi. Chà. Hai vợ chồng với ba đứa con mà nó mướn ấp hợp manh có hai phòng mà. Đó rồi tôi về tôi ở đâu rồi? Ở sofa. Nằm sofa kệ nó. Thì tôi nằm sofa rồi. Cháo chích nó ra nó phá rồi. Nó la mày cũng tội với đứa nhỏ. Chà, khó quá ha. Đó. Bởi vậy tụi nó mới họp lại. Tụi nói ba ơi, tụi con có 6 đứa con. Rồi biết rồi. Đó. Rồi 1 năm có 12 tháng. À. Thì thôi bây giờ cứ 2 tháng á ba qua nhà người ở một lần. À. Xong 2 tháng sau ba qua nhà ở một lần. Trời đất. Rồi cứ đi vòng qua 6 đứa con rồi trở về đứa thứ nhất. Trời ơi ông anh ơi. Trời ông anh ơi, tôi không tưởng tượng được con cái mà tính kiểu đó là tôi thấy không có được. Trời ơi, mình già rồi ông anh ơi. Mình phải có một cái chỗ cho nó yên lành, chỗ cho nó quen thuộc. Ông anh không nghe người ta nói hả? Đi đâu chơi vui vẻ cỡ nào cũng mong được về nhà mình. Mong được nằm trên cái giường quen thuộc của mình. Người ta nói home sweet home là vậy đó ông anh. Home sweet home. Thì whatever, cái gì cũng được hết. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi ông anh, mình bạc đâu rồi. Mình phải có cái gì nó quen thuộc. Ông anh biết không, tôi có cái giường quen thuộc của tôi nha. Tôi nằm cho nó một cái nha, tôi quơ tay phải nha ly nước trà, tôi quơ tay trái cái chai dầu xanh, cái tôi quơ lên đầu cái hàm răng giả. Mình phải quen thuộc như vậy chứ, sống như ông anh rài đây mai đó mà mình lớn tuổi rồi. Trời ơi, không có được. Tôi nói không có được. Đúng, tôi đồng ý với chị cái chuyện đó. À. Đúng, từ đó cơ chị biết là tôi già cả rồi. Ừ. Mình già cả, tính tình hơi lẩm cẩm, quên trước trí nhớ quên trước quên sau. Tôi nói chị nghe, tôi nói thiệt chị nghe đừng cười nha. À. Có nhiều bữa tôi đang ở nhà thằng hai. À. Ở trong cái phòng mà bước ra quẹo tới phải là cái toilet. Có toilet không? Rồi mới ở gần mới quen thôi, cái bước qua nhà con ba. Thấy không? Bước ra khỏi phòng quẹo tới phải là cái bếp. Đó. Rồi sao nữa? Đó có bữa nha, trời ơi tôi đang ngủ say sưa rồi đấy. Mắc tiểu quá cái. Tôi đang ở nhà con ba mà tôi tưởng đâu ở nhà thằng hai. Thôi chết rồi. Đó, tôi buồn ngủ tôi mắt nhắm mắt mở tôi đi ra tôi quẹo qua tới phải tưởng tôi đâu cái toilet. Tôi đứng tôi làm một cái hồi tôi mới sực nhớ chết cha rồi. Quẹo tay phải là cái bếp của nhà con ba. Trời ơi, tôi làm tôi phải lao gần chết tôi cho tới sáng mà sạch sẽ đó. Cái thằng rể nó kỹ thằng đó. Thằng rể nó kỹ đó, trời, nó thôi. Chết tôi thấy khổ không? Trời không được, tôi thấy không được. Ông anh nè, tôi nói ông anh nghe, bây giờ ở đây đó con cái nó bận rộn dữ lắm rồi. Nhiều khi mình già cả mình không hợp. Không ấy mình vô nhà già mình ở chứ có gì đâu. Đó. Nhưng mà tôi mới vừa nói ra một cái 6 đứa nó nhào vô nó cằn nhằn tôi à. Nó trời ơi ba. Ba có 6 đứa con, ba vô nhà dĩ dưỡng lão ba ở như vậy rồi bà con lối xóm người ngoài nhìn vô nói tụi con làm sao? Đó thì coi nó nói vậy đó.
Chị nói, tức không? Nói cái gì tôi nói nghe. Ông mà đi lang thang từ nhà này sang nhà khác, người ngoài còn nói hơn nữa, người ngoài còn cười hơn nữa. Trời, tôi nói ông nghe nghe, để tôi nói ông nghe. Bây giờ thí dụ như ông đang ở nhà một đứa con có tầng trệt, 2 tháng sau ông đổi sang nhà đứa con có lầu, cái nửa đêm ông mộng du, ông bước từ, ông tưởng tầng trệt, ông bước nhào xuống một cái lộn cầu thang, ông chết, ông theo ông bà ông dạy. Trời ơi, chị ơi, miệng lưỡi chị nói gì xui xẻo quá. Xui xẻo gì? Như nó cho nó vô. Ủa? Nhà vậy. Ủa, nói gì? Nói vậy chị cũng ở Vị Dưỡng Lão hả? Chưa, tôi chưa có ở, tôi có nhà riêng. Ủa, có nhà ngày, riêng? Ông nhà mất, giờ tôi ở nhà riêng. Nhưng mà nay mai thể mình yếu đuối quá, mà con cái nó bận rộn quá, thì mình đi vô nhà Vị Dưỡng Lão mình ở, khỏe. Tôi nói ông nghe, Vị Dưỡng Lão trời nó vui lắm, ông ơi, vô đó toàn đồng trang lứa với mình không hà. Trang lứa của chị là bao nhiêu tuổi? Cả 70-80 tuổi gì đó. Trời đất ơi. Mà vui lắm nghe ông, trời ơi, tôi mỗi lần tôi vô Vị Dưỡng Lão, trời ơi, chấn động luôn nhá, tôi quậy rần rần ở trống gì đó. Trời đất ơi. 3-4 ông già đó, tao nói ghen tức gì tôi gì đó. Trời ơi. Mà tới giờ nghe cũng chưa có ai lọt vào con tim của tôi hết trơn. Trời ơi, thôi trời ơi. Mấy cái mạch máu trong tim chị bị nghẹt hết rồi, ai lọt vô nổi chị? Nói xui trời ơi. Dạ mời bác Monica Nguyễn ạ. Rồi Monica vô liền. Thôi tôi vô nghe, mặt ở đây nghe. Rồi tôi vô. Nhiều khi sống vô tư như bà này nhưng mà vui vậy. Chào bác Monica. Dạ, chào bác sĩ Michael. Sao dạo này bác sĩ thấy hồng hào quá. Cảm ơn bác Monica rất nhiều. Hôm nay mình đến coi kết quả phải không ạ? Dạ, dạ. Kết quả tốt lắm phải bác sĩ? Tôi biết mà, tôi mạnh khù khù vậy. Dạ, dạ. Thì cũng có chút đỉnh. Thì thử máu vừa rồi, cái kết quả thấy là mình có hơi cao cholesterol một chút. Là cao mỡ trong máu đó, nó hơi cao một chút xíu. Dạ. Rồi cái áp suất nó cũng hơi cao một chút. Rồi bị thêm osteoporosis nữa. Cái gì bị Apollo là gì bác sĩ? Sì dạ. Phi thuyền là gì? Dạ đó là rỗng xương. À. Đó là bệnh của người lớn tuổi, thì mình lớn tuổi thì thường người ta hay bị rỗng xương một chút. Ủa vậy hả? Thì bây giờ thì mình phải diet với exercise, mình ăn uống kiêng kỵ với tập thể dục. Trời bác sĩ ơi, tôi diet dữ lắm mà tôi exercise, tôi chạy bộ một sáng 45 phút, ăn đậu hũ uống nước lạnh không sao cũng bệnh dữ bác sĩ. Vậy là mình phải uống thuốc rồi. Tập thể dục exercise hết rồi, bây giờ cái next step là mình phải uống thuốc. Yeah. Uống thuốc thì mình mới bớt đi những cái complication, những cái biến chứng dài hạn của những cái bệnh đó, là hại tim, là hại mắt, hại thận. Dạ. Thì uống thuốc thì sống lâu hơn nữa. Thằng Tư hả con? Ba là con. Con ơi, thôi con lo chuyện con nha, con yên tâm đi. Thôi, để ba lo chuyện. Bác sĩ giúp tôi làm sao cho tôi sống chừng thêm 40 năm nữa cho chắc 100 nha bác sĩ. Chắc chắn là uống thuốc là sống đến 101 tuổi là không phải 100. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Trời, ông. Ủa? Anh. Ủa chị. Sao vô khám mà đi đâu đây? Hôm nay tôi buồn quá. Bữa nào, bữa khác nó khám sao? Bậy, mình lớn tuổi rồi nghe, mình phải khám. Chứ khám nhiều khi nó lòi ra đủ thứ bệnh hết á. Ủa, vậy kết quả của chị sao rồi? Xong rồi. Clear không? Nó nằm ngay sau kỳ này khám, tao nói nó lòi tùm lum hết trơn. Trời đất ơi, lòi ra gì nữa vậy? Lòi mỡ trong máu, rồi máu cao, rồi cái gì Apollo, rỗng xương gì đó. Trời đất ơi, chị kỹ lắm mà sao nó lòi dữ vậy? Bởi vậy mới nói. Rồi bác sĩ có nói gì không? Có sao không? Đâu có sao, anh làm gì căng thẳng như vậy? Mình có bệnh thì mình trị chứ sao? Bác sĩ nói nếu mà uống thuốc đều đặn, tôi sống tới 101 tuổi rồi đó. Lo gì? Mà chị sống vui, vô tư đỡ quá ha. Sống là phải vui, vui là phải sống đó. Tôi phải ráng tập giống như bà chị mới được. Rồi giờ đi đâu đây? Tôi hả? À? Thì cái gì bây giờ tôi chưa biết đi đâu, để tôi đi vừa suy nghĩ coi về đâu. Tội nghiệp quá, lang thang trên đường mưa rơi đây phải không? Không ấy vậy đi. Sao chị? Không ấy về nhà tôi, tối tôi cần tôi còn khèo ông anh nữa. Ê, trời đất ơi, chị bảo quá vậy. Chị bảo tôi mới quen chị thôi, tự nhiên rủ về nhà là tối khèo kỳ quá chị ơi. Đó, bày ra chị không nghĩ bày men. Ý tôi nói về nhà tôi đó là xe phòng, tôi còn cái phòng dư để cho xe biết không? Rồi tối nhiều khi đó có đường ông xuống thì ông khèo tôi, mà máu tôi lên thì tôi khèo ông. Cái tối lửa tắt đèn có nhau mà mỗi người mỗi phòng. Thiệt không? Thiệt. Có lý à, nhà chị ngồi dưới cái phòng hả? Phòng cho xe. Rồi. Tháng nào có tiền trả không có cho thiếu. Trời ơi mà chị quá chịu chơi, cảm ơn chị nhiều nha. Đi nghe. Cảm ơn Monica nha. Merci. Wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đây ông vợ ơi. Sâu lắm. Ở dưới làm gì vậy? Em đang đứng đây này mình ơi. À, à, ôi, còn sống, còn sống. Ôi, hay quá. Ôi, hên quá. Dây mau. Ôi, còn sống, còn sống. Ôi, hay quá. Ôi, hên quá. Dây mau. Chờ em. Mau lên, mau lên. Cái gì mà vội vàng thế? Lẹ lên, lẹ lên. Từ dây từ, mau. Từ từ. Để em xoay coi đã. Ôi dồi ôi. Được rồi, chờ em tí. Mau lên, mau lên. Từ từ, từ từ. Chảy đầu chảy cổ nữa. Quá là chèn nào. À, ui thôi, không về được. Tại sao? Cầu đâu mà về? Ờ, quên cầu gãi nữa. Ừ, tại sao vậy? Mà nghe, ở đâu mà ra vậy? Trong lùm cây cái kìa. Làm gì chồng? Thì ngủ chứ làm gì. Ngủ à? Ừ. Ngủ mà áo mở ra vậy à? Để cho nó gần cây cỏ thiên nhiên là mình này. Gần cây cỏ thiên nhiên. Ngủ trong bụi với ai? Nói đi. Có ai đâu, ngủ mình chơi mà. Phải có người. Có người mới cải áo. Thôi đừng có vơ vớ và đừng ghen bóng ghen gió đi. Mình gỡ cái cầu này qua để cho em đừng có về nhà để mình đi chơi. Ngụy biện nghe, ngụy biện nghe. Mày mới gỡ cầu á. Hả? Cái gì? Nói lại nghe coi nghe chướng cái lỗ tai cái gì? Mày gỡ cầu. Ơ kìa mình. Đây vẫn một mực coi đấy bằng chồng nên cứ gọi là mình ơi mình hỡi mãi. Tự dưng sao tự nhiên cái nổi cơn điên lên lại gọi vợ bằng mày. Không sợ mọi người chung quanh người ta cười cho à? Ở đây đồng không hiu quạnh. Ai cười? Ờ thì con trâu đằng kia nó cười kìa, nó đang cười khúc kha khúc khích kìa. Rồi con giun, rồi con dế, rồi con cắp, con rắn. Nó cười cho đấy. Ngụy biện hả? Vậy là tao biết cái người ta là ai rồi. Cái gì? Là cái thằng đẹp trai nào nằm trong bụi phải không? Thôi đừng có vớ vẩn, ghen bóng ghen gió không. Nhìn đi, thấy chưa? Nghe tao nói nó xạo quá, nó run kìa. Ha, bây giờ nó điếng người luôn. Nó đứng im. Tôi cái mặt kìa, coi cái mặt tao sao? Cái mặt ghen bóng ghen gió. Làm gì có cái thằng nào trong đấy. Ừ đấy, có đấy, có một cái thằng đẹp trai to con, đùi cao to mập nó đang nằm trong đấy rung đùi. Nó nằm thế này này, đấy, nó nằm trong một cái tư thế chờ đợi thế này, đấy, nó. Mày qua mày ghen đi, qua đây mà ghen, lẹ lên, qua đây. Tao nói thiệt với mày. Qua đây lẹ lên. Tao mà biết bơi, tao qua bóp cổ hai đứa bay. Hồi sáng này tao nghi lắm mày. Hồi sáng nói rằng á, là đi qua về thăm má. Ừ. Thì mày len lén hả, lấy cái vói nhang ra, cứ rồi cái thấm nước miếng, làm má hồng. Ờ, mày trưng diện ai chứ? Ờ, đàn bà con gái ra đường phải trang điểm chứ sao? Trang điểm cho trai nhìn nè. Ừ thì trai nhìn trước chồng nhìn sau. Tại sao mày không trang điểm cho tao nhìn? Tại vì chồng chả bao giờ biết sắc đẹp của vợ là như thế nào cho nên chả cần phải trưng diện làm gì. Nói tức không? Bởi vậy tao nhìn mày tao hận ba má tao. Vô duyên vậy. Hồi đó định quen mày chơi thôi, quen qua đường thôi. Rồi cái ba má tao kêu cưới mày làm vợ luôn. Cưới sao được mà cưới? Đàn bà nè có mắt lá khoai, liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều. Ôi giời đất ơi, làng nước xuống đây mà nghe nè. Tự nhiên cái thằng chồng mắm thối của tôi nếu mày đặt nó sổ thơ ra. Thối quá. Thối vào. Ừ. Tao cho mày thối luôn. Cho mày ngọt thở luôn. Là... mày té xỉu luôn. Mày nghe nè. Cái gì? Đàn bà má đỏ hồng hồng. Thấy trai thì lắc. Thấy chồng thì lơ. Hả? Cái gì? Hết mắt lá khoai tao má hồng hồng. Ê! Muốn cái gì nữa hả? Tao nói tiếp nè. Mày là người đàn bà lăng loàn chắc nết. À... mày lẳng lơ. Mày lãng mạn. À... mày lãng nhất. Mày lãng hồn. Mày câm. Nãy giờ là đây nhịn nhiều lắm rồi nghe chưa? Mày nhìn đây này, ao có bờ, sông có đê. Đấy không nể vợ gọi vợ bằng mày, thì đây cũng chẳng sợ gì mà gọi chồng bằng thằng. Ê, cái thằng béo, mặt thịt, mắt lờ đờ, máu bò điên, há mồm ra mà nghe bà dạy đây này, nghe chưa? Tao bảo mày câm, mày mà há mồm ra mày chết liền, nghe chưa? Nãy giờ mày nói nhiều rồi, mày không có một cái tiêu chuẩn nào mày nói. Bây giờ đến bà nói cho mày nghe nhá. Mày đứng im nhá, đứng im mà nghe nhá. Còn mỏi chân thì ngồi xuống, mà ngồi xuống thì lựa bãi cỏ mà ngồi. Bà phải dặn vậy bởi vì mày 6 lần mày ngồi vào cái bãi cất trâu rồi. Mày nghe bà nói vảnh tai ngần nuốt những lời bà dạy đây này, mày nghe chưa? Tao cho mày biết cái chưa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tự nhiên mày sổ thơ mày chửi bà, trong khi là mày đụng ngay đúng cái lò thơ tiên sư bố của bà, tự nhiên bà nổi đùng đùng lên. Có nghĩa là mày chọc tức bà. Mày lỡ mày mở cái lò thơ của bà ra thì mày lắng tai mày nghe chưa? Mày nói mày hận cha hận mẹ mày, mày lấy tao, tao cũng hận cha hận mẹ tao, tao phải lấy mày lắm thằng khốn nạn ạ. Thầy u khéo đẻ con ra, đặt vào thùng mũi thế này, xót xa cả người thế này này thằng khốn nạn ạ. Bố mẹ tao vì ham nhà mày, nhà ngói cây mít nên cho lấy, tưởng rằng bến sạch nước trong, ai ngờ bến lỡ bùn lầy thối um. À mày coi cái mặt mày nhá, đầu mày toàn là ngói không, người mày thì mít đặc. Ôi giời ơi, làm nước ơi ra đây mà xem này, chồng người ăn gạo thì côn, còn chồng tôi thì ăn cám thì ngu như con lừa. À, thằng lừa.
mày nói gì? Mày nói tao con lừa hả? Ừ. Con mày là con bò cái. Cái gì? Mày nói cái gì? Cái gì bò cái? Mày dám nói tao con bò cái hả? Tao đá mày. Tao cũng đá mày luôn này. Đá mày. Ôi dồi ôi, chân tao mà dài là tao đá mày lên bây giờ nghe chưa? Tao mà phi thân được, tao giết mày chết luôn á. Cái gì? Trời ơi. Bóp cỏ mày. Tao con bò cái còn đỡ, còn cái thứ to như voi mà tối ngủ còn đái dầm. Bớ làng nước ơi, chồng tôi tối ngủ còn đái dầm. Mày im. Mày đứng la cho cả làng biết tao đái dầm hả? Ừ. Tại sao? Tại sao hồi tao mày mới cưới nhau á, mày nói việc đái đi, đái cho thơm mền thơm chiếu. Ừ, thì lần đầu hửi thì thấy thơm, lần thứ nhì đái thì thấy khai. Còn lần thứ ba đái thì tao thấy thối quá. Tao cho mày biết cỡ đái dầm như mày chỉ xứng với những con mắm ở đầu làng thôi. Đi mà cặp hú hí với mấy con mắm, bà đây bà đách thèm ghen. Tao đi đây, tao không về nhà nữa. Ôi mày rồi. Đứng lại, thằng bò cái đứng lại. Hả? Tao không biết bơi, tao không qua bóp cổ mày được. Nhưng mày chào đó. Làng nước mà coi nó đòi vặn họng vợ nó đây này. Bớ làng nước ơi, chồng tôi đã giết tôi. Tao chọi tao không? Cái gì? Mày la hả? Mày búa hả? Mày ơi, mày ẻo hả? Mày múa hả? Đưa mông nữa. Mày chết tao. Mày chết. Mày chết. Mày làm được gì thì làm. Mày chết. Mày chọi không? Này cứ chọi đi này. Làm được gì thì làm. Mày chết. Mày chọi không? Này cứ chọi đi này. Này. Chọi đi. Đứng lại. Cái gì? Tao cho mày biết. Ha, mày nói tao đái dầm á. Xin lỗi mày đái dầm mà đẹp trai. Tao ra ngoài chợ thiệt mày biết bao nhiêu người đeo đuổi tao, mày hiểu chưa? Này. Cái gì? Đừng có nói thách nhá. Đừng có nói thách nhá. Này, tao nói thật nhá. Ước gì tao có cái cầu. Tao bước sang cầu tao bóp cổ mày ngay. Ôi mày khỏi bước sang cầu, mày bơi qua đi được rồi. Bơi làm gì? Bơi qua tao bóp cổ mày lại. Tao đâu có biết bơi. Mày chưa kịp bóp thì tao đã chết chìm rồi. Mày không có chìm đâu. Cái bụng á mày á mày hơi nhiều lắm. Nửa hơi để chửi, nửa dành cho trai. Bây giờ mày vẫn nghi là có trai ở trong bụi rậm à? À. Được rồi nhá. Tao chính chuyên cái này mày nghi và tao đốt bụi tre, tao đốt tao có thằng nào chạy ra không nhá? Tao đốt hết. Tao đốt. Đừng tao đốt. Đừng đốt. 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 Đốt người người có chết không? Lỡ mai lửa táp cháy lông tóc mình. Cái gì? Hóa ra là mày cũng sợ tao bị cháy lông cháy tóc à? À. Thế thì bây giờ tìm cách đưa tao về nhà, lẹ lên. Từ từ suy nghĩ. Cầu nó gãy rồi, không có ghe xuồng gì hết. Hê, tao nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Bây giờ thế này nhá, tao nằm đây, tao ngủ nguyên một đêm, ngày mai tao về. Hả? Nằm ngay giữa bờ kênh vậy hả? Ừ. Tên hên nằm giữa bờ kênh, khác nào tới sống, ma khiêng đi mần. Trời ơi, nằm từ giờ đến tối, chắc chắn có thằng ma đó sẽ tin bà. Đó. Bà chào đó, tôi tính. Chờ cái gì tính cái gì? Mày đừng có làm bộ nhá. Mày làm bộ mày đi mày rút cầu này mày lên mày hú hí với con bắn mắm ở trên làng à? Bà đách có thèm ghen đâu. Này, mày ăn chả thì bà ăn nem. Bà ăn nem này. Ăn nem. Có nem này. Nem chua thơm ngon này, có nem. Nem chua, có nem là có liền à. Nem. Tự nhiên nó đâu ra thế này? Thì em mới vừa kêu em ăn tới liền cho em nè. Tao gọi hồi nào? Mới vừa kêu nem. Ôi trời ơi, không có. Tao không phải kêu nem này, tao kêu nem kia kìa. Nem kia, nem gì? Thì cái nem đáy dầm kìa. Thôi đi, không mua tôi nem. Tôi bán cái nghề này 15 năm mà chưa bao giờ nghe nem đáy dầm nha. Có nem này chua ngon lắm á. Thôi mệt quá không mua đâu, đang bực mình như này đi xuống. Nem chua ngon lắm em ơi. Anh vừa tính lột đã trào nước ra. Ôi trời ơi, cái thằng này ở đâu ra mày ở đâu ra mà mày thơ phú gì nghe ngay khủng khiếp thế. Đừng nghĩ bậy nha. Có nghĩa là anh mới cái nem nó chua tới mức độ mà mới vừa lột ra thôi một cái ha, thì nước miếng nước nòm nó chảy nó thèm ngon lắm. Ăn rồi lại muốn ăn hai rồi bốn, ăn năm lại mười. Chồng ăn nhìn vợ thấy thèm, vợ ăn chồng khoái lèm nhèm suốt đêm. Ôi, nem chua này, ngon lắm đấy. Ủa, thì đi hai. Chỗ khác giao cho tao, không mua đâu mà giao. Không thèm nem thiệt hả? Ừ. Thôi không thèm thì ngồi đây ăn. Ơi không biết cái nem này là cái nem gì đó nha. Trời đất ơi, ăn không ăn nó uổng lắm đó em ơi.
cái nêm gì mà nó có cái mùi gì mà nó chua là như xoài tượng vậy ha. Trời ơi, còn cái hương vị của nó, cái hương vị nó ngọt như là sầu riêng vậy à. Còn thịt nữa, cái thịt của nó, nó có cái hương thịt, nó ăn vô một cái thụt thịt gì đó. Trời đất ơi, ăn thử miếng nha, không ăn được có hối hận à. Trời đất ơi, cái gì thế? Ngon quá. Vô duyên. Mặt cười nham nhở, răng thì thưa mà cứ nhe vào mặt, đi quay bên kia cười, đừng cười vào mặt tao, vô duyên. Cái gì dữ vậy? Trời, cái gì nữa? Trời đất ơi, chuyện gì thế? Chuyện gì? Trời đất ơi, sướng quá. Nham nhở vô duyên, anh em mà vui với sướng cái gì tù lum tù la. Thôi này, mày đừng có rên rỉ nha, tao nghe tao ngứa lỗ tai lắm. Hả? Ngứa tai hay ngứa cái gì? Ăn nem một dục tức thì ngứa thêm. Nè, ăn đi, anh nói mà ngon lắm mà, nem chua ngon lắm mà. Ngon không? Ngon. Ăn một chục cho được rồi, xong rồi mình mời mày đi chỗ khác cho. Một chục hay là hai chục? Một chục 10 đồng, hai chục 15 đồng. Rồi, đưa hai chục đây rồi đi chỗ khác chơi dù. Đó, thấy chưa? Đây. Đây. Đây, hai chục em. Tiền đây. Đây, cảm ơn nha. Ngồi đi. Chúc ăn ngon. Mày chỉ là con quạ thôi. Tao cho mày biết nha, mà không cần nữa là tivi, tele, vô tuyến, di động, email gì cả. Bà nhờ gió này chuyển mây chửi lời chửi tới mày bằng thơ nhá. Tao cho chúc cho cái đồ lừa đảo bất nhân sinh con đẻ cái toàn là quái thai, vào bệnh viện này chỉ nằm nhà xác, chích hồi sinh bằng HIV. Mày lừa đảo bà, mày còn chúc bà ăn ngon à, thì bà chúc mày nhá. Bà mà ăn đất này thì mày ăn phân. Ôi trời ơi, thằng Nem đâu rồi, nó lừa đảo mình 15 đồng mà vào tay bà mua vé số, bà trúng bạc tỷ, bà mua nhà ngoài biển, bà mua nhà trên đồi. Còn mày 15 đồng vào tay mày đấy à, rồi ôi mày chỉ mua quan tài cho bố mày bằng bao bố thôi. Bố mày dài mà bao bố thì nó ngắn, mày phải chặt bố mày ra làm 3 khúc. Đấy mày nhét vào, mày chôn đất không có chôn, mày chui xuống cống mày chôn cho chuột nó rỉa. 3 ngày sau mở cửa mạ, mẹ mày ra mùi xú ế xông lên là mẹ mày chết ngất. Cả nhà mày khóc không ra nước mắt, chỉ toàn ra là nước cống thôi. Tao nói thiệt nha, tao chửi mày mà tao còn muốn nói chứ đừng có nói gì thằng khốn nạn. Hay, người ta ca sĩ còn này chửi sĩ, đúng là cái tiếng đồn không sai. Xin lỗi nha, nãy giờ anh muốn chọc cho em đi em chửi đó, em chửi quá nghe đã cái lỗ tai quá. Trời ơi, anh nói em nghe, nãy giờ anh xin lỗi em nha. Đây. Người ta đồn là anh chửi hay quá, mà anh chưa được nghe em chửi, cho nên anh làm cái miếng đất sét vô để cho mang lên chọc tức cho em chửi. Bây giờ em chửi hay quá, mà bây giờ anh tặng cho em nguyên chục nem luôn, không lấy tiền. Nem thiệt à? Thấy ngộ nhỡ như mà người ta mà ăn phải nem đất sét thì nuốt vào bụng rồi làm sao, bệnh chết thì làm sao? Đâu có sao đâu, hút lên cái hết liền. Hút à? Ờ. Thế hút bằng cách nào? Bằng cách lấy cái miệng này nè. Ừ. Để vô cái miệng này. Là sao? Lấy miệng này. Ừ. Để với miệng này. Ờ. Ừ. Thế. Chị. Này. Thằng Nem. Hả? Mày vừa phải thôi nghe chưa? Nãy thì mày lừa tiền tao, còn bây giờ mày tính lừa tình tao, mày tính hôn tao là xin lỗi. Cút xéo đi. Đây là đất của tao, đừng có đi ra nhà, đi vào tao mệt quá rồi đi. Trời đất ơi. Đã chửi mà còn giữ nữa. Ôi trời ơi. Uổng quá đẹp mà giữ, uổng quá em. Bây giờ em không muốn về hả? Không. Trời sắp tối rồi đó nha. Tối gì? Cầu đâu mà về đây này, đang chờ có người sang lập cầu rồi về. Trời đất ơi, cái cầu bị gãy rồi hả? Ừ. Em ơi. Cái gì? Anh nói thiệt đó nha,
trời nó sắp tối rồi đó. Thằng bé mà cứ chờ ở đây hoài nguy hiểm lắm á. Làm gì mà nguy hiểm? Ở đây toàn là mấy cái thằng cô hồn cắt đảng không à. Không ấy bây giờ gì? Anh nói nghe. Anh á thì anh là người hay thương người lắm. Ừ. Nhà anh đằng kia kìa. Đó. Có mình anh đỡ à. Không ấy về nhà ngủ với anh đi. Hả? Cái gì? Không phải, về nhà ngủ với anh đi. Hả? Bậy. Không ấy nhà anh á có mình anh nè. Có cái giường, anh hy sinh để nhường cái giường cho em ngủ. Cầm. Hả? Mỏ mày nhọn quá. Mày lắm mồm lắm. Sao vậy? Răng mày thưa vô cùng. Ừ. Mày nhiều chuyện lắm. Ừ. Mày tính lừa đảo bà đấy à? Xin lỗi nhá. Bà đây vô cùng cứng rắn nhá. Cút xéo mẹ mày đi. Bà nằm đây. Bà ngủ nguyên đêm, ngày mai bà về. Làm gì bà? Hiểu không? Ừ. Không muốn về nhà anh hả? Không. Thôi, về nha. Về đi. Không về nhà anh thiệt hả? Ừ. Thôi về. Ờ em hả? Nói nghe nè. Gì? Nói nghe. Trước khi anh về á. Ừ. Anh kể cho em nghe một cái chuyện này có thiệt nha. Chuyện gì? Anh nói em nghe. Ừ. Ở đây của mẹ. Cái gì? Ôi, cái gì? Hả? Thiệt á. Em thấy không? Ừ. Thấy cái con kênh này không? Thấy. Coi vậy cho có người tự tử chết. Thiệt không? Thiệt. Sao? Hồi xưa đó có một chàng thanh niên bị thất tình mà nhảy xuống đây mà tự tử đó. Thật à? Ờ, nó phải xong đâu. Ừ. Lâu lâu quá ha. Tối mà có người con gái đẹp nào mà đi ngang đây đó. Buồn rồi thôi. Ừ. Cha vui một cái ha. Cha nhảy lên thắp người con gái liền. Ừ. Xong có bầu. Trình định cái bụng. Ôi. Không, nhưng mà đặc biệt không phải đẻ ra con người ta. Chứ đẻ ra cái gì? Đẻ ra cá. Hả? Ôi. Nem. Thật sự là như vậy à? Thật đẻ ra cá. Thiệt. Cá gì? Trời ơi, cá trà. Rồi có ma cá trà đây à? Chứ còn gì nữa. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Ừ. Bây giờ anh về đi. Ờ. Chẳng thà đó, ha. Ừ. Đẻ ra người còn đẻ ra cá. Đúng rồi. Mà cá tra nữa. Đúng rồi. Thôi, về nhà đẻ đi. Hey. Không phải, về nhà ngủ đi, của anh sợ. Không được, trời ơi, ta không được. Thế vậy đi. Sao? Thôi rồi em này, bây giờ chót lỡ thương người rồi. À. Hay là bây giờ, mày biết lội không? Trời đất ơi, không những lội qua sông mà còn lội qua biển này, qua biển kia nữa. Thế à? Thế nhỏ chắc chuồn cắn rốn mày nhiều lắm phải không? Nè, muốn coi không? Được rồi, tao không cần coi bây giờ nữa nhá. Mày có thể mày cõng tao qua cái sông này cho tao về nhà được không? Cõng vào? Ừ. Nhưng mà trước khi cõng có một yêu cầu được không? Yêu cầu gì? Trời ơi, trai gái nhau kêu mày nó mất cảm tình quá. Sao? Anh cái ngọt ngào phải coi. Trời ơi, thôi khổ quá, được rồi, cõng không, tao. Không bây giờ à? Rồi, anh em. Rồi, cõng tao. Cõng vào? Ừ. Nhưng mà rồi, cõng. Hả? Hê, gì vậy? Làm gì thế? Thì bơi qua kênh phải cởi ra chứ. Không cần cởi, được rồi, mày dưới Hà Bá nhìn mày cho ai nhìn nó khỏi cởi, được rồi. Khỏi cởi ha. Ừ. Thôi vậy dán lên đi. Rồi tới phi em cởi đi. Ê, cái gì? Thì cởi ra bơi qua. Không được, được, ướt, tao về nhà tao thay, tao cởi không được. Làm gì thế? Cái gì? Em ông đàn bà con gái, không biết anh làm gì hết à? Em ơi. Hả? Sao nhìn thấy em mảnh mai lắm mà sao em nặng quá vậy? Nặng không? Thế cái gì thế? Không phải. Anh coi con em coi nặng xương hay là nặng thịt? Thôi đi mẹ. Đấy. Tao mà biết bơi thì chết với tao á. Nửa tao luôn, thôi đi về. Không, cõng anh. Cõng em. Cõng phải không? Rồi. Bây giờ cõng không phải bồng phải không? Vâng. Rồi. Lên đi. Rồi lên. Rồi. Vô rồi. Xuống. Rồi. Hai người làm gì vậy? Trời chồng, sao nãy giờ mới ra đây? Trời tối rồi mới ra hả? Có cách nào cứu vợ về chưa? Chưa. Chưa cách thì phải nhờ thằng em này nó mang sang sông chứ. Cái gì? Mày nhờ này cổng về hả? Chứ mày có cách để cho tao sang sông chưa? Không cần. Thằng kia hả? Đi về. Ủa? Không, khỏi cần hả? Không. Thôi về nha. Ê, đứng lại. Sao vậy? Mày đi về, vợ tao ở lại. Ờ, quên thế. Ôi. Chồng ta nó muốn nói gì nó nói. Mày cõng ta sang cho sợ ma cá lắm. Nem. Muốn cõng lắm nhưng mà thằng kia đâu có cho đâu. Này, có cho cõng hay không? Không muốn tao theo thằng em tao đi về luôn đấy nha. Ê, đứng lại. Từ. Rồi, tao cho mày cõng, vợ tao về. Ê, mắc cười quá. Anh hỏi ngang hả? Anh nhà tôi cõng vợ anh mà anh kêu mày tao hả? Thôi xin phép nha. Anh ơi, nhà anh cõng vợ em về giùm. Anh ơi, nhờ anh cộng em về dù. Ờ, vậy có được không? Rồi, cái này hai người nhờ tôi nha. Rồi lên đi em. Anh cộng cho. Lên. Ôi. Ê, nhưng mà anh ơi,
sao hai cái tay anh để sao mong vợ em vậy? Không để tay sao cũng được. Có kiểu nào khác không? Kiểu khác hả? Rồi kiểu này. Trời. Thôi vậy. Ở cái kiểu này nó còn nguy hiểm hơn kiểu trước nữa. Vậy chứ muốn kiểu gì nữa? Giống kiểu cũ. Ủa, đổi kiểu cũ hả? Trời ơi, chồng quá là chồng chồng nhiều chuyện quá. Chồng nhân chồng vợ đã chứ quá. Lên. Mình từ từ nha. Coi chừng rớt vợ em nha anh ơi. Ê, hey, tụi mày có thế này nha. Dạ. Cái tầng cuối không bao giờ đi thẳng được đâu nha. Dạ, tôi không thích đi thẳng ra. Trước khi thẳng tôi phải đi vòng tôi mới lên được đó nha. Vậy rồi đi chừng nào mới lên đợi? Khi nào tôi thích lên thì tôi lên. Rồi chấp nhận. Quá đã. Anh ơi. Đi. Sao mới vòng vòng hoài vậy? Vòng vòng mới đã chứ. Trời. Nè anh ơi, đi đường tắt nè anh. Vô đây nè, vô tắt nè. Tắt vô bờ nè. Bờ đi, sâu lắm á. Con xuống bờ đi. Tôi biết rồi. Anh ơi. Đưa tay tôi kéo lại anh ơi. Lẹ. Để tôi bơi xíu nữa. Chạy đã rồi, thôi chịu khó xuống với mình cái đi bà. Trời ơi, nước cạn. Mà nãy giờ mày làm bộ, mày dụ vợ tao. Mày chết bà với tao. Mày chết bà với tao. Tao đuổi mày, tao quýnh mày. Mày chỗ này xong thiệt. Cứu tôi với. Xong thiệt rồi. Cần người, cần tìm một thanh niên khỏe mạnh để đưa đón và chăm sóc cho một quá phụ xinh đẹp người Trung Đông. Lương hậu, ăn ở, ngủ lại đêm, nghỉ phép tùy theo tình hình sức khỏe của quá phụ. Nếu ai có đủ điều kiện xin liên lạc số phone 1900 còn khỏe hay là 1900 253 đứa. Đây cái điều này là kiếm chồng, nó đại kiếm chồng đi. Bà đặt từ cần thanh niên chăm sóc đưa đó. Mình mà làm cho bà này thì 3 ngày dám thành Osama Bin Laden lắm. Mới cái động tới rồi hả? Ai đấy? Chú làm gì mà chú trùng khăn chú lên như vậy? Bà bị bệnh hả? Có à. Bị sốt hả? Không có sốt luôn. Chứ sao run dữ vậy? Tao sợ quá đi. Sợ gì? Tao sợ mày đưa tao vô cái chỗ đó tao làm. Bình tĩnh quá ông ơi. Thiệt á, tao nói mày nghe nè. Lâu lâu tao nhìn vô kiến tự nhiên cảm giác tao đẹp trai quá mày. Chú đứng dậy nhìn vô kiến lại lần nữa. Quá đẹp. Đẹp rồi. Chú biết nam ca sĩ đẹp trai bây giờ lại Lâm Diệu Tuyến. Đó. Mặt của chú y chang. Ừ. Mickey Mouse. Tự tin mày quá đáng vậy. Tôi già và lá cờ hên xong hỏi tôi quá đáng đúng hơn mày. Tối ngày ở thăm lo làm việc lấy báo đập tiền bạn bốn phương để đi về gái coi gì. Ai nói chú tiền bạn bốn phương chứ mày tìm gì? Con đang tìm cái bụng thư giãn giải trí có chưa? Sáng giờ không có tìm ra được cái gì hết trơn á. Con đây nè, tôi động đây nè, thấy không? Mày động đi, tao muốn thấy. Cẩn thị của con mày đã. Đây nè, con đọc cho chú nghe nha. Nè, cắt cỏ đó mà cũng phải là phải biết võ thuật. Trời. Mà cứ kìa. Rửa chén thì phải thành thạo ngoại ngữ. Bà mẹ rửa chén nói chuyện với ai đâu ngoại ngữ chị. Bởi vậy không nữa là chú. Cậu này biết ghê nè. Đưa báo á phải có xe Mercedes đời mới. Cảm ơn. Đưa báo phải có xe Mercedes đời mới. Dạ. Ví dụ như đưa cơm tháng dám đi máy bay lắm hả? Dám lắm đó chú. Lấy xàm không? Quá xàm không? Rồi. Không có xàm đâu con. Sao vậy? Đúng á. Gì đúng? Bây giờ kinh tế thị trường đang khủng hoảng đúng không? Ừ. Vì thế mấy anh cha chủ bị khủng hoảng khùng hết rồi. Ủa vậy hả? Khủng hoảng nó đang tùm lum la vậy? Dạ khùng rồi. Đòi bỏ quán. Chú. Bây giờ sẵn chú giáo mình tránh không làm gì nè. Đâu. Hay là về Việt Nam chuyến đi. Du lịch. Vậy là mày bị khủng hoảng luôn rồi. Cái gì vậy? Có nghĩa mày cũng còn khùng quá. Tao với mày còn ai ở Việt Nam đi về làm chi? Mày về Việt Nam đầu tư mày phải có tiền. Mày đầu tư mày có người thân coi chừng. Không thì lấy tiền đổ sông đổ biển đó con. Bây giờ con thấy chú cũng quản á. Gì nữa? Rõ ràng con kêu chú đó là đi về Việt Nam du lịch chứ không phải làm ăn đâu.
Đợi nhớ quê hương hả? Đợi nhớ quê hương thì mày ra khúc bước mặt phạm mày chơi. Đợi tốn tiền. Chú này sao rồi sao kìa? Sao rồi sao? Nó nói gì chú cũng bàn hết trơn vậy? Bàn sao? Cái gì tao nói được? Quất rồi. Quất cho được. Mệt lắm rồi. Mệt thì nằm chứ nghỉ đi. Nóng lắm rồi đó. Nóng vô phòng tắm. Bây giờ tôi muốn giết người nè. Giết người thì có đi. Đi rồi hả? Chứ mày muốn giết người đứng đây là mày giết tao hả? Ai chú? Ơi, giỡn chơi chú làm gì? Giỡn cho được. Coi chú như cha mà đâu ai mà giết chú làm gì? Mày mà coi tao như cha cái gì? Có hai thằng ở trong phòng mà mày đòi nóng mà đòi giết người. Thôi chú ơi, bỏ qua chuyện đó mà. Nói chú nghe nè. Nghe nói Việt Nam giờ đồ nhậu nhiều món lạ lắm, mà lẻ lắm. Không. Hả? Tao không dám đâu. Sao vậy? Sợ đi làng về què. Mình là dân chơi, bất cần thân thể mà chú. Đúng rồi, dân chơi bất cần thân thể đúng không? Sao? Chơi chơi bạo lấy tiếng. Đúng. Trước mua vui sau gây nợ. Đúng. Gì kì vậy? Chứ sao? Gây nợ. Có tiền mày đặt cho nhậu. Dễ mà chú. Có ít xài ít, có nhiều xài nhiều. Ừ. Mình phải biết cách lựa cơm mà gấp cá chứ. Người ta nói cái câu là liệu cơm gấp mắm. Nè, con hỏi chú. Trước khi làm ra con mắm á, người ta bắt con gì để làm? Là lấy con cá người ta làm. Hả? Thì mình nói là liệu cơm gấp cá cũng được vậy. Nhưng mà người ta nói là liệu cơm gấp mắm. Con thích gấp cá. Tao thích mắm. Nhưng mà con thích gấp cá. Tao thích mắm. Con thích cá. Mày ngang lắm, mày ngang như là ghẻ vậy. Ông là bậy đó. Người ta nói ngang như cua chứ không ai nói ngang như ghẻ trơn á. Vậy mới vừa với con cá của mày. Thôi ông, không thể làm chịu thua tôi nè. Quê. Thầy chú. Vậy. Giờ con hỏi chú nè, đừng có nói nhiều. Dứt khoát một câu. Sao? Cô đi Việt Nam với con không? Không. Không có hối hận nữa nha. Không. Con đi một mình đó. Không. Kìa. Đủ đi, không đi. Mà đi mình á, cũng chịu. Không, 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 không. Không là không là sao? Mày đi đâu, tao đi đó. Nhưng mà chú ơi, đi cái kiểu đó đó. Có vẻ miễn cưỡng không có vui đâu. Vui, 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 vui. Vui, vui, vui. Vui lắm. Vui gì? Tao nghe nè. Tao sẽ có cách này, hai chú cháu mình vui lắm. Chú nói đi, nếu mà vui á, cho chú đi. Đưa đây tao phụ nhỉ. Đi đi. Mới nói chuyện vui vẻ là cái gì? Chị chửi con là sao? Chửi cái gì? Thì chú mới đó á, phụ nhỉ. Phụ là cha, nhỉ là mày. Chú chửi cha mày không phải à? Trời ơi trời. Ông này quá à. Không biết chuyện nói là thôi đi, ngu rồi, tao cười với mặt à. Tao nói vậy mình ngồng xuống đây. Phụ á, là chuyện nhỏ, nhỉ là tai, có nghĩa là tao biểu mày đưa cái lỗ tai mày tao nói nhỏ à. Vậy con hiểu lầm. Em nói chuyện vui yeah. Vui vậy đó, nghe chưa? Nghe chết liền á, tự nhiên cười à. Vô duyên quá, hiểu nghe nó mẹ, con chưa nghe để tao đừng có hố. Không cười tôi có nói được đâu. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe gì? Nhỏ với mẹ. Cái râu đụng với tay người nhỏ. Mày vô với mày. Thôi chú ơi, có hai người trong phòng nè. Nói lớn đại thì mà đặt nó nhỏ. Nhưng mà tao thích nói nhỏ. Nói nhỏ mới ly kỳ hấp dẫn. Ông thích gì nhỏ lắm phải không? Đưa đây nói nhỏ. Như tôi biết rồi, nè nói đi. Mày nghe chưa? Nghe rồi. Mày xạo tao nói gì mày nghe. Tại tao nói khùng nó cũng chịu mà. Mày nói ai khùng vậy? Chú trai. Mày nói ai khùng? Ê! Con à, con gái cưng của má lên đi, đừng có tắm lâu quá đi. Lên, lẹ lên, lẹ lên. Nhanh đi. Giỏi. Ôi, đi lên. Lại. Chúi, chết con rồi chúi. Trời ơi, mày chừng nào mày chết thì tao chôn cho, bây giờ mày cho tao ngủ một chút được không? Tao còn cứ la lớn. Nè, chú đừng ngủ nữa. Con mới vừa thấy. Đâu? Tao biết rồi, thấy gì chú biết rồi, để chú ngủ rồi, thấy chú biết rồi. Chú biết thấy gì? Biết mà tao nói tao biết là được rồi. Biết cái gì? Chú ơi, con thấy con bé kia cái giỏ dài quá.
chú ơi, trời ơi, cái mông bé cái béo quá. Trời trời trời, sao cái bà đó cái bụng đen thui ghẻ không, đúng không? Không phải vậy. Cái gì nữa? Đất ơi, bà mệt mày là vậy thôi. Nói chú nghe, chắc có lẽ con bị hoa mắt hay là bị hoang tưởng gì đó. Rõ ràng con thấy rồi chú. Mày đừng nói tao mà thấy nữ hoàng Leopold nha. Còn hơn vậy nữa, chú biết con thấy gì không? Vợ bé của Osama đưa ra đi. Ông, mày mới nhắc mưa rồi con. Dạ đúng rồi. Mà con thấy gì không? Dạ thiệt. Sao con biết? Tại vì do má cái nét đẹp ở lạnh lùng mà ghê gớm. Con nghĩ con phải đi. Ông, bển còn chiến tranh dữ lắm á. Đừng qua bển. Để chú ở đây chú tắm nước biển. Mày dẫn tao qua bển tao tắm bằng dầu lửa. Nóng lắm nha. Làm gì mày? Bỏ việc đồ chứ làm gì. Trời ơi, con nghĩ chú đi nên khám lại cái bộ não chú đi. Ý mày nói tao khùng khùng không? Chúng đâu đó à? Tao mà khùng khùng ba má mày cũng điên điên là con. Trời ơi, chú nói gì? Chứ không kêu qua bển tắm dầu lửa à? Ai kêu chú đi tắm dầu lửa nào? Chứ mày nói gì? Chú nghe, con nói đó. Rõ ràng, con thấy chưa thấy không? Ý con nói đó. Thấy bà nội tao. Gì? Gì bà nội? Chứ mày nói gì? Tao thấy bà cố con đâu. Chú mày thấy ai? Mày tính xuống dưới mình cua mẹ già đó mày. Không, cô đứng kế bên thôi. Ừ, bé áo dài thôi. À, ừ được đó. Còn cái hàng mà đen đen mà bông đỏ của chú. Ừ, giọng Mỹ đó. Nãy giờ con chưa tắm được gì hết, mắc kêu con lên rồi. Trời đất ơi, đứng ở dưới hồ cả tiếng đồng hồ mà mày không tắm là sao vậy? Mà má thấy đâu có trai đó dưới rồi mày lạng dữ gì vậy? Nhưng mà má nói con nghe con gái á, ngâm nước muối gì không có tốt. Nước muối làm cho móc da nó đen thùi, người ta không nhận con á. Không nhận con thì nhận má. Hay, má sợ cái điều đó xảy ra lắm con à. Nhưng mà lỡ nó thành sự thật thì... Thì sao má? Thì biết bao nhiêu trai làng nó săn đuổi má, nó theo từ bước chân của má. Nhưng mà thôi đừng nói ba mày nghe, ba mày lòng lộn ghen tức ở dưới suối vàng á mày ơi. Cuộc đời của má nó khổ lắm. Qua xuân chỉ nở một lần, khéo gìn khéo giữ, xài hoài đó con, giống má. Thơ má hay quá. Má ơi, gì? Trong lúc má đọc thơ ha. Sao? Cái con tranh thủ con ngắm má. Ừ. Sao trời con? Má ơi, con phát hiện rồi. Sao con? Má đẹp lắm phải không con? Đẹp quá. Trời ơi, con nói vậy, má đẹp dữ lắm phải không? Đẹp tuyệt trời. Ừ, đúng rồi, con nói đúng đó. Cái áo của má mặc đẹp quá. Bữa nào cho con mượn mặc nha. Nhỏ này, má không đẹp sao cái áo đẹp được. Nhưng mà thôi đừng có nói nữa đi. Má nó không phải nó má chảnh chứ. Hồi xưa má từng là hoa hậu của ấp đó con. Ủa, ấp là gì má? Ấp là đâu dưới quê xa lắc xa lơ không có điện đuốc gì mà ta là hoa hậu đó con. Nhưng mà thôi, đừng nói nữa, cuộc đời mắc khổ lắm. Yêu cho nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu con à. Má nói gì con không hiểu gì hết. Có gì đâu mà không hiểu. Hả hễ ai rớ tới má là ngủm, cụ đèo rớ tới má là ngủm, rớ tới má là ngủm vậy hả? Kỳ vậy đó con. Con hiểu rồi. Sao? Má ở được với ba là tại vì má không yêu ba phải không? Thì đúng rồi. Nhờ vợ mới sống hơi dai chút xíu đó. Nhưng mà lúc mà đẻ con ra rồi hả, tự nhiên má thấy má hơi hơi yêu ổng. Khi ổng ngủm nè. Vậy là hơn cho ba quá trời rồi còn gì. Thôi đừng nói tầm bậy, ở dưới ổng nhảy mũi hoài. Thôi ngồi xuống uống nước đi con. Má. Vậy cái chuyện thi cử của con á. Sao? Má gặp ban tổ chức chưa? Rồi má nộp đơn cho con chưa? Chưa. Sao kỳ vậy? Thì má phải đợi người nào có trách nhiệm cao nhất má mới chọn mặt gửi tiền chứ. Má hơi lộn ta hả? Mình chứ sao? Người ta chịu ăn mình chịu chi chứ. Cuộc đời má chỉ ao ước con á trở thành một siêu người mẫu. Dù có tốn hao bao nhiêu má cũng chịu hết trơn á. Má ơi, con sợ con bị rớt quá à. Con nói sao vậy? Con đẹp thấy mồ mình có tiền nữa. Trời đất ơi, con đẹp không mấy nhỏ kia quá trời luôn không? Con chỉ thua có một người thôi à. Thua ai má? Má nè. Thôi, chịu đâu. Không chịu cái gì? Chỉ cần con tập đi, tập đứng cho ẻo lả, người có hấp dẫn là được rồi. Nó vậy. Má, má. Ở đây đau mùi lắm má ơi. Thôi để về phòng đi, má chỉ con. Không được, con phải đi đây, mở nhạc. Má. Mở nhạc. Dòm chứ bộ à. Con thấy người ta đang chụp hình má ha. Người ta đâu chụp hình má đâu. Đang chụp con á.
nhà có khách nha, trở lại vị trí cũ nha. Lý, người ta không có chụp liễu, người ta chụp Lý. Ủa vậy sao? Ấy 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 ơi. Dạ. Ấy ấy đang chụp hình ai vậy? Dạ chụp. Chụp ai nó đại đi. Dạ hai đứa. Ấy dạ không, dạ hai người. Thấy chưa Lý, thấy chưa? Nè ấy ơi, ấy đừng có hiểu lầm tụi này nha. Hai đứa tôi á là hai chị em song sinh á, chứ không phải mẹ con đâu á. Chào trời. Hai người bên đó chị em song sinh. Ừ. Vậy thì chắc hai người bên đây là được twin luôn. Được twin. Ủa, vậy mà chú đâu tự nhiên xuất hiện đây này? Để tao. Người bước qua tao làm việc tao cái. Xin lỗi hai twin nha. Dạ. Yeah. Hai twin bộ là cái gì kiểu á hả? Trời ơi, công nhận nha. Công nhận bà chị. Dạ. Da nhăn, cặp nhãn không nhăn, môi già như răng không có thiếu. Là cái gì vậy Lý? Sao Lý biết được? Chú, chú nói gì con cũng hiểu nữa. Mày ngu quá. Ý tao nói mặt bà nhăn như cái nụ dẻ vậy. Mà bà còn bị vậy đó. Dạ, dạ, dạ thưa bà chị, tôi nói chuyện qua Mỹ như vậy á, xin bà chị đừng truy cứu. Không, truy cập, truy cập. Ôi, tưởng ra to à. Nè Trinh ơi, Trinh kia kìa. Yeah. Hồi nãy Trinh kia đó, cứ chụp hình hai chị em của em hoài vậy. À, dạ. Nó cho mày hết xạo xạo chưa? Mày đặt bấm máy. Mày trả lời đi. Chú, giúp, giúp con chú. Chết con. Trả lời giùm. Dạ. Dạ, thưa bà chị. Dạ. Dạ, hai chú cháu tôi đại diện cho công ty quảng cáo có cái tên là Casimum. Quảng cáo? Tiêu người mẫu hả? Tiêu người mẫu phải không? Tiêu người mẫu hả? Liễu, lố rồi, lùi lại. Mẫu người tìm hả? Mấy người tìm mẫu? Mẫu người tìm hả? Phải không vậy? Tiêu người mẫu có không? Dạ, con đâu biết. Rồi công nhận bà chị này gần đất xa trời mà trí óc còn minh mẫn ghê á. Nè, gì? Nãy giờ hai tiêu đi cứ chơi tôi già quá, hai chị em tôi còn nhớ xíu gì hả? Mà cứ nói già quá à. Lấy nó nghe. Tôi kể hai điên này đi ha. Nè, hai Tuyên ơi, chứ trong hai Tuyên đó, ai là chức lớn hơn vậy? Yeah. Thằng này cháu tôi lính nó. Là gì vậy Lý? Sao mà Lý biết được? Liễu muốn biết thì Liễu qua hỏi The Twin đi, The Twin. Lý, sao Lý bỏ Liễu, Vụ này tôi chịu trách nhiệm nha, đứng đây đi, cắm theo tôi á. Trời, Liễu cho tao lấy mày hả? Tao theo mày đó, mày làm cái gì tao? Chứ gì cháu muốn nói cái gì là cái vụ hai chú cháu cháu khỏi khỏi là... để tao tránh ra đi. Rồi khỏi nữa rồi tránh ra. Chào bà chị. Dạ. Thưa bà chị. Dạ. Ý tôi muốn nói là gì? Dạ. Thằng già. Dạ. Là thư ký. Dạ. Thằng trẻ. Dạ. Lại làm phó giám đốc. Đó. Xong rồi, tới mày đi. Trời chú, nó làm vậy thì chết nhỏ dưới ghe chú. Được không? Lỡ rồi chú. Dạ thôi, tuổi trẻ tài cao ghê ha. Dạ. Dạ thôi giờ mời ông với là ông phó giám đốc. Anh ngồi. Tuổi gì? Tuổi gì? Dạ. Đối với gì cháu còn nhỏ tuổi lắm, gì đừng kêu vậy. Liễu với là Lý còn nhỏ xíu cái gì. Giờ mời ông anh về. Cậu phó giám đốc ngồi. Dạ, ông ấy giờ, uống nước đi, đúng rồi, uống nước á. Uống nước. Dạ, tụi con uống rồi. Uống rồi, thôi mời ăn. Ăn được rồi. Nè, tụi con cũng ăn rồi. Má. Dạ. Má gì má? Lý ơi, má gì? Ơi là Liễu. Má ơi, phương má rồi, thôi vô chứ thay đồ đi Liễu. Thôi, người đẹp không cần bận gì cũng đẹp mà Lý, đợi Liễu chút. Dạ, thôi thấy bận quá thôi xin phép, tụi con xin phép về. Đâu có gì đâu. Ê. Hả? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ gì nữa? Hồi sáng giờ mày chưa cho tao ăn gì mà. Trời ơi, đi về chỗ mình ăn. Thấy chưa ăn thôi giờ đâu mà đặt nhà hàng 2 tiếng đồng hồ nữa mời ông anh với 15 phút rồi bà chị. Cho Liễu nửa tiếng, Liễu về Liễu sửa soạn nữa. Dạ, thưa gì cháu không có dám. Không dám từ chối đâu, thằng này nó uy tín lắm rồi, nó nói đâu lỡ làm đâu. Đúng không? Đúng không? Dạ, phải chào gì? Chào em. Trời ơi, Lý, thấy Liễu chưa, tài ngoại giao của Liễu chưa? Lý, má. Gì? Má hoài à? Má, cái gì? Nhìn kìa. Ai đi vô rồi, đừng có mắc công nữa má ơi. Má nói con nghe. Con thấy tài ngoại giao của má chưa? Số 1. Giỏi. Mà con thấy á, cái chuyện này nó không bình thường chút nào hết má ơi. Chứ cái tên công ty nghe nó ngộ nghĩnh lắm. Có gì đâu mà ngộ, công ty quảng cáo phải lấy cái tên ngộ ngộ nó mới gây ấn tượng chứ con. Vậy thôi dẹp cái chuyện tên đi. Sao? Nãy giờ để ý gì không? Vụ gì? Hai người đó. Hai người nào?
Già trẻ? Dĩ nhiên là già rồi. Nó tưởng trẻ chứ. Chứ nó tự tin quá à. Sao con sao? Má ơi con thấy á, cái người già đó đó, nhìn má ngộ lắm nha. Bây giờ con nói má mới nói đó nghe, má sợ con la đó. Chứ má thấy ảnh, cái ảnh có râu đó, ảnh nhìn má bằng đôi mắt màn hình hai trái tim. Nó hơi bị đắm đuối. Thêm một người nữa sắp ngủm. Hả? Tao chịu hết nở rồi đó, tao tan á. Ơi thôi chú ơi. Gì? Lịch sử chút. Không có lịch sử gì nữa, tao chịu hết nở rồi. Trời ơi. Xin lỗi nha. Linh tính tôi biết hay thiệt đó chị. Tôi vừa gấp là tôi biết chị xuống đây nè. Thôi vậy hả? Nên tôi gấp cho chị nè. Dạ cám ơn. Chị ăn đi. Dạ tôi nhịn cho. Dạ xin lỗi hai người nha. Tại vì em Lý còn trẻ thành ra sửa soạn hơi lâu, còn tôi đẹp sẵn khỏi sửa soạn. Dạ 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 mời lấy mời dạ để thôi bây giờ về sẵn vậy nè, cái tiệc rượu gì đang vui đó với em Lý nhà tôi sắp sửa làm siêu mẫu. Dạ quên, siêu người mẫu. Bây giờ sẵn á, công ty của ông anh với lại cậu đây có cái mỹ phẩm nào mà cho đẹp cho da mặt em Lý đó, giới thiệu giùm nha. Gì áo tắm hiệu gì, áo tắm hiệu gì giới thiệu cho em Lý luôn nha. Dạ có hết á. Dạ cậu chịu nổi không, trời ăn ngoài à. Ôi nói là sao á. Chị hỏi có cái loại mỹ phẩm nào mà dưỡng da giới thiệu cho em Lý kìa. Dạ có. Mỹ phẩm hiệu bông tơ lanh. Bông tơ lanh nhớ nha. Còn áo tắm hui chung ơi. Hui chung ơi cái mặt hàng nó bán cho trầu huy không á. Có tôi nghe ông anh là tôi có nghe hai hiệu này. Nhớ nha em Lý, để mai liễu đi mua về liễu xài. Mời nói nghe nè, tôi có tính gì á, đói làm xấu vậy thôi chứ ăn chút no. Dạ. Bây giờ bà chị thông cảm, có chỗ nào vô trọng đứng chân mình chị vui không? Đứng mình mà vui gì? Mình sao vui? Đứng mình chứ vui chứ. À cái này hả? Trời ơi, đi nói đại với đồi đi, đây nè bên tay trái của Liễu nè. Liễu hả? Tay trái là phái nữ, đối diện là phái nam. Bên tay phải. Hú hồn không? Trời đất ơi, chút xíu là chuyện lớn xảy ra rồi phải không? Chỉ chặt chỗ. Con nghĩ chú đi bên đó cũng vừa đó. Dạ. Cái gì có buồn cái gì, tại tắm chú với táo vui vậy đó, ăn hồi không hay đi đó. Lý mời phó giám đốc uống. Dạ dạ cảm ơn. Nhà mời Lý với lại gì. Dạ. Trời ơi để dịu dữ. Lễ sẵn có phó giám đốc đây thì xin hướng dẫn em Lý giùm Liễu. Dạ, thì Liễu hướng dẫn lên làm siêu mẫu đó. Thì Liễu tặng phó giám đốc đây 10 triệu để mua tâm sĩ răng với uống cà phê. Dạ thôi con hân hạnh lắm. Con không lấy được đâu gì ơi. Lấy lại đi mà. Trời ơi biết nói làm sao bây giờ. Chơi ít đó Liễu. Ủa vậy hả? Không phải Ý anh không phải vậy. Lấy thêm hả? Dạ không phải. Dạ không phải. Trời ơi có chuyện này chắc con phải nói thiệt với gì với lại cho em Lý biết quá. Thiệt ra đó chú với lại con á chỉ là khách du lịch về đây chơi thôi, chứ không phải là phó giám đốc hay là giám đốc gì của công ty quảng cáo người mẫu gì trên cái trội á. Chứ công ty gì đó tên gì đó, công ty Catimong á. Dạ Catimong là công ty ma hả? Còn cái mày mỹ phẩm bông tơ lanh á. Bông tơ lanh là sức chua nó bông tơ lanh luôn. Liễu cái mặt của Lý chưa sức còn cái áo tắm mà vui cho bơi gì đó. Dạ là phơi chứ. Trời ơi tại chú con giỡn mà nói vậy không biết nói vậy bây giờ không nhờ cậu đây nói trời sao tôi biết cái nhà ra mặt chuột được. Thôi tôi ăn chuột không được, tôi ăn nó bồng lắm. Tôi nói trả nhà ra mặt chuột á. Bể rồi chú ơi. Bể chưa? Bể quá rồi chú. Bể sớm vậy. Bể hết rồi. Bể vậy về. Đứng lại. Trời. Gì biết? Hai chú cháu các người. Trời ơi. Muốn gì? Ngồi xuống.
Hai người dám nở lòng nào đối xử với hai tụi tôi như vậy hả? Muốn đi đúng không? Được rồi, 1.000. 1.000. Ăn như đây 1.000. Được rồi, được rồi, được rồi. Bo thêm 1.000 nữa. Ông nghĩ sao tôi tiền Việt Nam? Ủa tiền gì? 1.000 đô. Hả? 1.000 đô. Ủa? Cô nghĩ sao có chút chứ 1.000 đô? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà đối xử với hai mẹ con? Hả? Cái gì hai mẹ con? Hai mẹ con. Trời ơi, như vậy là hai mẹ con này gạt hai đứa cháu rồi chú. Mày nghĩ làm sao hả? Cái mặt già háp vậy mà chị em hả? Có gì nữa, ông nghĩ sao mặt vậy mà được từ xuyên. Bây giờ sao? Đưa tiền đây. Nhanh. Bao nhiêu? 1.000 đô. 1.000 đô mốt mà đưa liền cho tao. Thật quá đáng. Trời ơi, không có tiền. Dạ ông ơi, không có. Mà không có đem theo. Mai mốt đi đâu đem tiền theo ra chưa? Để tao. Ôi, quên. Chị tôi yếu nữa. Ôi, tay ôm cặp tát ghê kìa. Tưởng phó giám đốc. Ai nghe cô lớn. Ai trời ơi.